Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang xem trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, đó chính là một chiếc xe mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Đó chính là một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe bán tải Chevrolet Colorado phiên bản LTZ nhập khẩu, sản xuất năm 2019 và sản xuất tại Thái Lan, được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đây là cái phiên bản LTZ được trang bị hộp số tự động, hai cầu, bản full đồ, gần như là đầy đủ tất cả các đồ hết rồi, không còn thiếu bất kỳ một cái gì cả. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2019 một chủ từ đầu và đã lăn bánh mới có 1.001.000 km thôi, thưa với quý vị và các bạn, và còn bảo hành dài tại hãng luôn và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe mới chạy có 1.001.000 km thôi và còn nguyên tất cả và còn nguyên như cái nhà nguyên bản của nhà sản xuất ạ. Và rất là mới, rất là đẹp, một số chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Và đây là cái phiên bản cao cấp nhất nên xe đã được trang bị động cơ tăng áp, động cơ mới, động cơ diesel đấy ạ, và động cơ 2.5 lít. Từ năm 2018 thì là Chevrolet cũng đã cải tiến cho chiếc Colorado là một cái động cơ diesel 2.5 lít, trước đó là một cái động cơ 2.8, bây giờ thì thể tích làm việc đã được rút ngắn xuống là 2.5 lít và là động cơ tăng áp, cho nên là rất là khỏe. Hộp số tự động hai cầu, nội thất da và ghế được là ghế chỉnh điện rồi, tự hạ kính, tức là tự lên xuống kính được, và điều khiển từ xa cũng có thể lên xuống kính được, và đề nổ từ xa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cruise control, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và cảm biến trước sau. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản Colorado này thì option của nó tương đối là đầy đủ rồi, không thiếu bất cứ một cái gì cả. Có những cái đồ còn hơn cả đồ của chiếc xe Wildtrak cơ ạ. Còn những chiếc xe cùng tầm tiền, ví dụ như là Ranger XLS hay là Mazda BT50 hoặc là một số chiếc của Nissan Navara thì không thể so sánh option được với chiếc xe này. Chiếc xe sợi này thì phải so sánh với những chiếc xe ví dụ như Wildtrak ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về được và bây giờ cũng vừa mới chuyển về đến cửa hàng chúng tôi đây. Chúng tôi còn chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì được. Tôi chụp ảnh thì tại nhà chủ xe, chúng tôi mua xong là chúng tôi chụp ảnh luôn và bây giờ mới chuyển ra đến cửa hàng. Từ hôm qua đến nay thì là thời tiết nó đang ảnh hưởng của cơn bão số 13, cho nên là nó mưa rất là nhiều, mưa gió, cho nên là chúng tôi cũng chưa có thời gian để dọn dẹp và chưa có thời gian để dọn dẹp rửa ráy. Sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ, nếu như nắng tạnh lên thì chúng tôi sẽ cho đi dọn dẹp sạch sẽ và chúng tôi sẽ làm video chi tiết để giới thiệu cho quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi cũng quay giới thiệu tạm lên cho quý vị và các bạn thôi, cho nên nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì sau khi chúng tôi dọn dẹp lên thì nó đẹp hơn rất là nhiều ạ, vì nó đang mưa gió cho nên bẩn quá, chúng tôi chưa dọn dẹp được. Chủ xe mới đi có 1.001.000 km thôi, tất cả là còn nguyên bản hết ạ, từ cái lốp sơ cua cũng còn nguyên bản ạ, chưa có sử dụng một lần nào ạ, đồ nghề cũng còn nguyên bản, chưa sử dụng một lần nào. Và chiếc xe này thì chủ xe để nguyên bản từ nhà sản xuất luôn ạ, chưa có làm bất kỳ một cái gì cả, còn nguyên bản hết ạ, chỉ có mới đăng ký xe xong thôi ạ. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về có thể độ lại theo đúng sở thích của mình được, vì chiếc xe này đúng như chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra, còn nguyên bản hết ạ. Và xe thì cũng đã được trang bị tương đối đầy đủ option rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem thêm về chiếc xe này. Còn nếu như quý vị và các bạn, mục đích của chiếc xe này thì chúng tôi cũng quay lên để cho quý vị các bạn thấy được là cái đồng hồ nó còn nguyên bản thôi, chứ chúng tôi cũng chưa quay kỹ được vì là nó còn rất là bẩn và chúng tôi cũng vừa mới mua về thôi ạ. Chiếc đồng hồ thì chúng tôi quay trực tiếp tại nhà chủ xe là mới chạy có 1.001.000 km thôi. Nếu như lăn bánh thêm một lát nữa thì nó sẽ chạy đến 1.002.000 km là cùng thôi. Quý vị và bạn có thể qua xem trực tiếp hoặc quý vị và bạn có thể qua check trực tiếp tại hãng ạ, vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng và đồng hồ thì chủ xe cũng đang bảo hành bảo dưỡng chuẩn với đồng hồ trong hãng luôn ạ. Chúng tôi cam kết
Thứ nhất là đồng hồ này chuẩn, sai một công tơ 1 km nào trên cái đồng hồ này thì chúng tôi chấp nhận nộp phạt cho quý vị và các bạn luôn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi clip. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.